Nay hai tu có cái gì thì thưa hỏi thầy để hướng dẫn cách thức tu tập cho nó đúng. Câu hỏi: tất cả các niệm hồi nào tới giờ mình quân vào khi tu tứ niệm xứ nó có hiện ra hết không? Khi tu tứ niệm xứ nó sẽ hiện ra hết, nghĩa là tất cả mình quân hồi nào tới giờ mình quân mọi cái nó đều vào nó nằm ở trong đó hết, không có cái nào mình không nhớ, trừ ra mình không có quân. Khi có một niệm mà nó có chuyện gì xảy ra là nó vô đó, là quân vô đó, rồi quân cái giận, cái hờn, cái tham, cái muốn đủ cách nó cũng quân vô hết, nó đầy ở trong đó hết, cho nên nó thành một cái nghiệp. Bây giờ đó mình tu tứ niệm xứ là mình giải cái nghiệp, chuyển cái nghiệp đó, cho nên từng cái niệm nó đổ nó ra nhiều lần, do nó càng ra nhiều chừng nào thì trên tứ niệm xứ nó có cái phương pháp đó để mình ngăn, mình giải pháp lần lượt nó sẽ hết, nó không có gì hết. Cho nên bền chí mà ở trên tứ niệm xứ mà quét thì nó sẽ sạch, mà nó sạch thì nó thanh tịnh, nó không còn tham si nữa. Thế thầy, vậy cái niệm nó quá nhiều thì mình diệt cái thời gian nhanh màu nó tan hết kịp rồi. Bởi vì ở trên tứ niệm xứ đó mình sẽ một cái ngày coi như là không có phút giây nào mà mình nghỉ ngơi, không lúc nào cũng đâu, cho nên nó diệt nhanh lắm. Mình quân lâu lâu mình mới quân vô một lần, còn cái này đó mình ngồi đó để cho nó ra mình gì, cho nên nó ra từ cái chỗ của cái nghiệp, ví dụ như thân mình đau nhức ngứa ngái, nó làm cho mình khó chịu, mọi cái đều là cũng là nghiệp hết rồi. Nó ra thì mình do đó mình tác ý để cho cái thân mình nó được an lạc trở lại, rồi còn cái tâm nữa nó khởi ra, rồi các pháp ở bên ngoài nó động nó tác dụng vô nữa. Cho nên khi mà tu tứ niệm xứ nó bốn chỗ đó luôn luôn, nó luôn luôn là chúng ta như thầy nói, như người mà gác cái bốn cái cửa thành, cho nên nó vô đâu mình biết đó, vô đâu biết đó, để mình ngăn chặn với mình. Cho nên nói ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, gọi là tứ chánh thần, cần mẫn siêng năng làm cái này thì nó sẽ thành tịnh đó. Thì do đó mà nếu mà siêng tu thì Đức Phật xác định tứ niệm xứ rõ ràng, 7 ngày 7 tháng 7 năm, thấy không? Cho nên Đức Phật xác định được cái thời gian tu, mà 7 năm là quá lâu. Cho nên 7 tháng, nỗ lực 7 tháng, mà hôm nay chúng ta đã được học cái định vô lậu. Cái định vô lậu là nó dẹp được cái tâm niệm của chúng ta rất lớn. Do đó chúng ta còn học những cái thêm những cái định vô lậu, tức là triển khai cái tri kiến vô lậu chúng ta thêm. Triển khai thêm là cái phần nào? Chúng ta thấy bây giờ chúng ta cái phần mà chúng ta quán thân bất tịnh để đối trị với tâm sắc dục chứ không có gì hết, mà quán sâu, quán thấy rõ từng chút ở trong cái cơ thể chúng ta. Hãy mà càng quán, cứ bây giờ viết có mấy chữ thôi, thôi viết thân bất tịnh gì, mà có nhiều người đưa thầy có 2 trang là hết biết cái chỗ quán rồi. Thầy ta muốn đi quá dở thôi, sao không nghiên cứu kỹ mà. Có người viết được 4 trang là cũng hết sức, còn có thấy có người viết thì nói 26 trang mà trang giấy kiểu A4 đó, mà người ta nói đủ thứ hết. Nói nghe mình, khi mà cái người mà quán nhẹ mình đọc thôi mình cũng nghe nó gốm cái thân nữa chứ đừng nói, người ta quá rõ ràng. Còn mình viết thân hoa bất tịnh ông đàm nhớ mà kia nói thì sao nghe nó không gốm. Cái thức quán sao mình cho nó gốm á thì mới thật sự được quá. Cho nên 36-32 cái điều kiện mà Đức Phật dạy chúng ta quán thân bất tịnh, không biết mấy con có đọc trong kinh Phật dạy cái điều đó khó rồi, ghê lắm. Và thầy cũng một tin tình này, tu bất tin thứ này là có đúng không thầy? Rồi con tình nữa. Như mình ngồi mình quyết định cái thời gian khoảng nửa tiếng hay 1 tiếng mình có nó trước thầy, mình có ý trước thầy. Có con, có trước. Dạ, rồi. Xác định. Xong rồi mình ngồi bắt đầu con có ý xong rồi con để cái im lặng rồi nghe cái thở ra vô như thầy dạy đó, rồi xong khi mình nhìn cái thân, mình nhìn cái phòng kẹt xong rồi mình nhìn cái thọ, cảm thọ bên trong, rồi mình nhìn cái tâm luôn, qua cái mình nhìn một lượt không thầy? Nhìn cái thân là ở trong đó là luôn cả thọ, thân, thọ, tâm luôn một lượt đó. Rồi bắt đầu nó ở trong này nhìn, chứ ở ngoài này có tác động các pháp á, là coi như mình nhìn luôn các pháp đó, nó thành ra 4 pháp là 4 chỗ lần đó. Có con thấy mình có thể mình ngồi tập lâu cái chừng 10 phút hoặc 20 phút nó không có niệm,
mà có lúc mình ngồi cái chừng 4-5 phút là niệm nó vô nào ạ. Nó có đúng vậy không ạ? Đúng, không có sai đâu. Có lúc thì nó vô ào ạt, có lúc thì nó ngồi nó yên tĩnh, nó không có gì hết, đúng vậy. Có lúc mà mình nhìn cái thân thôi, mình không có nhìn cái cảm thọ với cái tâm mình quên cái đó đi, mình nhìn cái thân, nhìn cái phòng kẹt thì mình thấy nó được lâu lắm thầy, được 20 phút vậy có đúng không thầy? Được, không có sao hết, mình đừng có tập trung ở trong chỗ phòng kẹt. Yeah. Mình nhìn, mình nương vào, ví dụ bây giờ nương vào hơi thở, cái thấy phòng kẹt. Yeah. Thấy đầu tiên ở trên cái bụng rồi mình lên xuống. Yeah. Lên xuống rồi mình quan sát cái thân. Thì cái thân lúc bây giờ thấy an ổn không có gì hết, thì cái tâm nó không có niệm, thì cái tâm nó thanh thản ở chỗ đó đó, chứ không có chân đổ cái thân yên ổn mà cái tâm không có niệm á. Cái tâm nó có niệm mới nhận ra được cái tâm, còn cái tâm không niệm thì nó thanh thản, cho nên không có thấy cái tâm đâu. Nhưng mà cái tâm nó ngay chỗ cái thân chứ không có đâu đó, mình nhận xét không. Vì vậy cho nên khi đó cái cảm thọ nó ở chỗ cái thân với ở chỗ cái tâm đó, nó luôn cả, nó thân thọ tâm pháp nó luôn cả bốn cái nó ở chỗ đó chứ không gì. Nhưng mà mình nhìn cái thân là mình biết mấy cái kia hết. Nó nên vậy là đúng chứ không. Chứ đừng nói mà bây giờ tôi phải đi tìm cái tâm tôi, coi tôi quan sát của cái tâm đó, thì cảnh đó nó ở chỗ cái thân mà nó có cái tâm. Vậy là con có cái sai chỗ đó, là con cũng có cảm nhận, mình nhận cái tâm đó mình thấy nó không có niệm, nhưng mà mình đi tìm cái tâm đó, mình quán lại cái tâm mình, thấy lúc đó mình lại có niệm thật. Thì bởi vì nó sai rồi. Chỗ đó sai. Sai chỗ đó sai. Cái câu chuyện mà Huệ Cả, họ Huệ Cả nói với Bồ Đề Đạt Ma, nói tâm con không an, thì Bồ Đề Đạt Ma nói đưa tâm ta an cho. Con nhớ câu chuyện không? Dạ, nhớ. Cái chỗ đó thì do đó thì Huệ Cả mới nói tâm con ở đâu mà lấy cho Hòa Thượng an đó. Bồ Đề Đạt Ma mới nói ta đã an tâm con rồi đó. Cái tâm nó không có tướng gì hết đâu. Dạ. Cho nên nó là một cái, khi mà nó có cái niệm mình mới thấy nó, mà không có thì nó thanh thản đó. Dạ. Cho nên ở trên cái thân mà thanh thản là cái tâm. Dễ lắm. Cho nên chúng ta làm đi kiếm cái tâm của cái tâm chỗ nào chạy lanh quanh hơi cái, không ngờ mình đi kiếm lại là có cái tâm của mình bất tử. Còn về cái đó mà mới nó làm đó. Đừng có chạy đi kiếm tâm. Rồi còn cái cảm thọ cũng vậy, tự cái thân của chúng ta nó có cảm thọ nó hiện ra, mà nó không có thì nó an lạc chứ có gì đó. Cho nên vì vậy mình cứ nhìn nó thôi, nhìn cái thân là cả bốn cái là đủ đó. Vậy là đúng rồi, không có tạp. Bây giờ được học thì dạy cách thức cho mình biết để mình tu tiến niệm xứ, nhìn một chỗ mà bốn cái đó, bốn chỗ. Rồi còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Dạ con trong có câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai, xin thầy chỉ dạy cho chúng con pháp đi tứ niệm xứ để mỗi khi có hôn trầm chúng con sẽ sử dụng cho liên tục. Cũng y vậy, khi chúng ta đi là chúng ta không, chúng ta cái nương vào cái bước đi của chúng ta mà nhìn nhận xét qua cái thân của chúng ta thanh tạng chứ không có gì. Cũng như mình nương vào hơi thở, đứng ở chốt bu của hơi thở mình nhìn cái thân chứ không phải nhìn hơi thở, nhưng mà vẫn biết hơi thở. Do đó khi đó nhận biết hơi thở thì biết cái bụng mình thôi thớp. Cho nên vì vậy cũng đứng ở trên cái hơi thở mà nhận cái bước đi, nhận cái bước đi mình lại nhận cái thân. Cũng đứng trên hơi thở chứ phải đứng trên cái mình vẫn biết hơi thở, còn bị gì nó là chốt bu rồi. À, cũng như là mình đứng ở trên hơi thở mình thấy cái bụng phình lên sụp xuống. Yeah. Mà lại nhìn cái thân của mình, còn cái nhìn cái bước đi mà thấy cái thân của mình. Con cứ đi rồi con sẽ lắng cái tâm thanh tịnh thì con lại thấy hơi thở, tức là con đứng trên hơi thở mà con thấy bước đi rõ lắm á. Dạ. Chính được cái lỗ như vậy thì mình đứng được chút buông, tức là mình đứng ở ngoài nhân quả để mình nhìn vô trong bốn chỗ này. Nhân quả thì đứng như thế nào? Mình phải đứng ngoài nhân quả chứ. Không, ở đây nó không phải mình đứng ở ngoài nhân quả mà mình đang ở trên cái hành. Mà cái hành nó cũng thuộc về nằm ở trong cái nhân quả rồi con. Bởi vì con thấy cái thân ngũ quẩn mình nó có năm quẩn đó, hành quẩn đó. Cho nên mình đứng ở trên cái hành quẩn con. Mình đưa vào hành quẩn, mà hành quẩn nó là cái chánh niệm của Phật, lấy cái niệm thân hành đó làm cái niệm, cho nên mình chưa ra đâu, còn đứng ở trong nhân quả để mà quán xét, để chuyển đổi nhân quả đó. Còn ra rồi thì cõi như làm chủ nó rồi. Cho nên đứng ở trên tứ niệm xứ là cái chánh niệm của nó là cái thân hành, mà thân hành đó là nó còn nằm ở trong cái ngũ quẩn, hành quẩn, mà hành quẩn còn đó thì nó còn ở trong cái nhân quả. Vì cái thân của chúng ta là thân nhân quả, mà thân ngũ quẩn là thân nhân quả. Kính bạch thầy, con tu tứ niệm xứ, con thấy rất rõ từng niệm nhân niệm cũng khác nhiều.
như vậy có lâu ồn như vậy, nó lâu ngày có hết niệm không hay còn mãi mãi như thế, xin thầy từ bi chỉ dạy. Nghĩa là mình từng cái niệm, mà mỗi niệm đều là mình có những cái phương pháp mà mình đã đẩy lui nó, để diệt nó, để ly nó, chứ không có để. Ví dụ như bây giờ cái niệm thân mình đau cũng là một niệm thôi. À, bây giờ cái niệm khởi trong tâm mình khởi ra một niệm cũng là cái niệm, một cái pháp ác hoài tác động vào làm cho mình phóng dật ra theo cái pháp đó thì cũng là niệm. Bây giờ đương yên tĩnh về, bỗng dưng có cái tiếng ca hát, cái tai mình nó nghe tiếng ca hát là nó cũng một niệm đó rồi đó. Mà niệm của ác pháp nó tác vô thành ra chúng ta do đó tới khi đó thì chúng ta về cái bị cái niệm nào thì chúng ta dùng pháp nấy mà đẩy lui nó, đừng có để cho nó làm đậm bốn chỗ thanh tọa tâm pháp, tức là mình hộ trì cái chân lý của mình. Đó là cách thức như bây giờ mình đang ngồi đây, bắt đầu mình nghe cảm thọ của thân mình, biết nghe cảm thọ là biết mình nó đang ngứa cái lỗ tai thì móc móc nha, thì như vậy là thầy bị rồi, thầy bị phóng dật rồi, cho nên mình không phóng dật thì mình ở đây mình đuổi nó là tác ý. Thọ là vô thường, cái ngứa lỗ tai này ta không sợ mày đâu, mình đi tao chấp nhận. Rồi mình cứ nương vào cái hơi thở, quan sát cái thân, kệ nó làm gì làm hơi tác ý, nếu nó còn tác ý nữa mà nó hết thì thôi, nó hết thì mình không tác ý thì mình ở trong thanh thản, còn nó đang còn thì mình phải sử dụng pháp, cho nên mình phải tác ý đủ, con hiểu không? Lúc bây giờ là mình coi như là nó có cái tướng trạng của nó bị động, nó làm cho thân thọ tâm pháp chúng ta nó không còn thanh tạ an lạc vô sự, thì chúng ta phải ở trên pháp, cho nên lấy cái động mà của chúng ta diệt cái động của nó làm động mình, cho nên mình ở pháp mình quét chừng nào nó hết rồi thôi. Cũng như bây giờ mình đau cái đầu mà giờ đó mình tác ý thọ là vô thường, cái đầu đau này phải đi, không có được ở đây nữa, thì mình cũng nương vào cái hơi thở nhìn lại cái thân tứ đại, chứ không lìa cái thân tứ đại mình nữa, cũng nhìn lại nó, rồi nó còn đau tác ý nữa, nó còn đau tác ý nữa, nó càng đau thì tác ý nhiều. Cứ tác ý hoài chừng nào mà kể nó hết đau thì thôi, coi như lúc bây giờ đó mình không có còn thanh thản an lạc vô sự đâu, mà đang ở trong cái cuộc đấu tranh đánh nhau hai bên, chúng ta không nhìn nó mà nó cũng không nhìn mình đâu, đánh hoài đánh chừng nào nó bay ra hết, nó bình an với lợi thì được rồi thôi, mình không đánh nữa, mình ngồi như vậy. Khi đó cái thân mình là bất động chứ không có nhúc nhích gì, không nhúc nhích đâu, cái tư tưởng đánh á, nghĩa là mình đánh về cái phần tư tưởng của mình nhiều nhất, mình tác ý không à, chứ còn lúc bây giờ đó mình đau quá mình nhúc nhích là mình thua trận rồi đó, hoặc là đi nằm, hoặc là rên, hoặc là đi uống thuốc rồi đều là thua trận hết rồi. Thì mình tu nửa tiếng là mình áp dụng nửa tiếng, đúng nửa tiếng xong rồi mình nhúc nhích gì đó mình nhúc nhích xong rồi đó, mình coi như là mình khi mà tu tứ niệm xứ thì không nhúc nhích, mà khi mà xả ra rồi cũng như nửa tiếng, thì sau nửa tiếng rồi nhúc nhích, nó mỏi mệt gì thì tác ý thôi, chứ còn không có được nhúc nhích để mình sử dụng pháp đó, để mình khắc phục được cái ưu phiền ở trên cái thân của mình. Chứ còn con bây giờ mới 25 phút mà bây giờ nó mỏi quá, tôi nhúc nhích đó. Thì nhúc nhích nó đỡ đó, nhưng mà con là người thua trận. Không thắng nó. Thầy, trong trường hợp đó nó đánh, ví dụ như mình tác ý rồi, đầu mà phải đánh qua cái trường hợp đó ông chồng thì làm sao mà thì ngay đó thì coi như là hôn trầm ngay đó, thì con phải ở trong cái thân mà con không nhích, tức là con không đứng dậy đi được, con hiểu không? Thì lúc bây giờ con sử dụng cái pháp ngồi của con phá hôn trầm, thì con có thể là đứng ngồi đó nhưng mà dùng cánh tay đưa ra nhà. Không được, con chỉ dùng hơi thở thôi. Bởi vì trong pháp hơi thở nó có mà, giới tâm định tĩnh tôi biết, tôi biết vô giới tâm định tĩnh được, con tác ý lớn ra chứ không có ngồi đó mà làm thinh được nữa, cho nên thân con bất động á. Vậy chứ mà con dùng cái pháp định niệm hơi thở đó, nó có những cái đề mục con, bởi vì lúc bây giờ là con tu tứ niệm xứ, con ngồi bất động rồi. Nhưng mà trong trường hợp đó đi so với thân con thì cái tâm thở đánh cho thân con, thì nếu mà không dùng cái pháp thân mình lại thì sẽ đánh vào cái gì? Lúc bây giờ này kể như là con bây giờ con sức con mà ngồi như vậy chưa được á, thì con ngồi ít lại. Nếu mà con đặt rồi thì chết bỏ, nhất định bây giờ chết bỏ cũng chết ở trên tứ niệm xứ đó. Bởi vì thầy nói tu tứ niệm xứ tới cái giờ phút mà cuối cùng một là mình chết, hai mình sống, nó đánh tan nát, nó đánh dữ đợn, bởi vì nó không có pháp đỡ, nó không có pháp trú đâu, nó ngồi nó chơi chơi vậy mà nó vô nó đánh ghê quá. Như vậy trong trường hợp này mình có thể là tác ý ra lời luôn đó, tác ý ra lời luôn, bởi vì cái đó mình tác ý được, nhưng mà điều kiện là đừng có nhúc nhích thân. Mà con thấy trong trường hợp mới ban đầu thầy con thở trong đối bài thở đầu, thì bắt đầu trong hơn thở hơn 10 thở thì bắt đầu đánh con trầm giận nó là con thân. Cái đó thì coi như là con bị hôn trầm nặng rồi, thì tức là trước khi mà con tu tứ niệm xứ đó, con phải thấy biết mình rất tỉnh táo,
Cho nên con phải cái giờ đó là giờ không cần thiền viên là con đừng có ôm cái pháp tướng niệm xứ. Bởi vì pháp tướng niệm xứ nó không có cái chỗ nào con núp, con đỡ hết đâu. Con ngồi chơi chơi vậy à. Con chỉ có cái quan sát thôi chứ không có núp. Còn cái khi mà con bị chướng ngại thì con chỉ núp vào đó để mà con đánh. Thì con núp vào cái hơi thở. Tức là con tập trung vô hơi thở nữa. Con tập trung vô hơi thở, con dùng pháp tác ý cho nên nhiếp tâm và an trú tâm đó để đẩy lui thôi. Đó là cảm đọ. Còn như mà những cái niệm của con thì nó bình thường. Cảm đọ tức là cái thân con đau con phải trú. Nhưng mà con trú ở giới bất động chứ không phải là trú mà đứng dậy. Nó không có thay đổi. Lúc bây giờ con cho là 30 phút mà trong khi đó 30 phút chứ con bị cảm đọ. Chưa tới 30 phút mà bị cảm đọ. Thì lúc bây giờ con trú vô hơi thở. Thay vì hồi đó con đứng ở trên hơi thở chấp lưu đó con nhìn cái tứ niệm xứ gì. Bây giờ con không còn nhìn tứ niệm xứ nữa đâu mà con trú đi vào hơi thở. Con đã ý đuổi cái cảm đọ đó đi. Mà nó không đi cho chừng nào mà nó hết giờ thì con xả ra. Còn khi mà con tăng lên từ 30 phút rồi con tăng lên 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Suốt 3 giờ đồng hồ nó con đánh róc nó chừng nào nó đi thôi chứ nó không đi là chết với nó, chết với cái cảm đọ đó. Chứ nhất định là không có đứng dậy đó, đứng dậy là thua rồi. Có nghĩa là trong khi mình đặt trên 30 phút nhưng mà cảm thọ trong vòng 30 phút đó mà nó chưa đi thì cứ tiếp tục. Lẽ ra thì con ôm cái tứ niệm xứ đó. Bởi vì bây giờ cái sức của con chưa đủ. Cho nên vì vậy mà con mới tập 30 phút thôi. 30 phút thôi. Nhưng mà cái cảm đọ nó hơn 30 phút của con thì con đẩy lui không được đâu. Con chưa đẩy lui thì 30 phút của con xả. Nhưng mà con tập dần con sẽ tăng lên. Tăng lên mà cái cảm đọ con nó cũng tăng lên chứ nó không có ở trong mức độ mà 30 phút nữa đâu, nó sẽ tăng lên. Và đồng thời nó khi bây giờ con mới tu, khi đó cái cảm thọ con đến, con đánh nó khoảng suốt 30 phút. Nhưng mà cảm thọ con chưa hết đâu, con chưa hết. Nhưng mà con tăng dần lên 1 giờ. 1 giờ nó thì cảm thọ con đánh lui á. Bây giờ cái thời gian đó, cái sức nghiệp của con, nghiệp mà thọ, nó có thể nó nặng đó. Nó có thể kéo dài cho con 1 tiếng đồng hồ. Thì trong 1 tiếng đồng hồ mà con nhiếp tâm và an trú, trong khi đó cái cuộc mà chiến đấu này đó, coi như là con chiến đấu với cảm thọ của con. Thì do đó con nhiếp tâm trong hơi thở, con tác ý con đuổi. Mà nó không đi thì 1 phút không đi, 2 phút không đi, 30 phút không đi, cho đến 1 giờ thì lúc bây giờ nó mới đi. Thì vậy mà con phải tập dần cho đến khi con tăng tới 3 tiếng đồng hồ trong một buổi. Thì lúc bây giờ cảm thọ con mới không sợ chứ còn không kéo. Con đánh nó không trôi đâu, nó chừng 30 phút không trôi. Trong cái trường hợp này con rất là sợ là nó khi mà đang thở thì biết rõ ràng cái nó đánh vô ký trong rất là nhanh. Mà khi nó đau thì nó không có vô ký con nổi đâu. Không, cái cảm thọ đó thì chỉ có từ hơi thì nó không có đau như là nhức đầu hoặc là đau chân, nhưng mà nó chỉ từ hơi lên thì nó làm căng thử lúc đầu đánh đau chân. Cái trạng thái mà thừa hơi thì nó không có đau nhất. Chứ còn cái trạng thái mà đau nhất thì không bao giờ ngủ được. Không có người nào mà đau mà ngủ được. Từ ra cái thừa hơi nó căng con, mà căng nó cũng tức chứ. Nó thừa hơi lên nó tức nó cũng không ngủ được đâu. Chỉ có nó cách thức như thế nào nó mới lặng, nó yên, nó mới ngủ được. Hễ người mà có bệnh là khó ngủ lắm. Trừ ra phải uống thuốc làm cho nó mê, nó ngủ được trong cơn đau, mới quên cái cơn đau. Còn con thì sao lại mà nó thừa hơi là nó đi cứ đi ngủ. Cái đó là tại cái tính lười biếng rồi. Nó thừa hơi nó nặng nề rồi thôi đi nằm cho nó khỏe đó. Thì như vậy nó mới ngủ được chứ còn không khéo thì đâu. Mà trong trường hợp nó đánh như thế con... quên khoảng cỡ 5 phút thì bắt đầu khi mà tỉnh dậy thì thở bắt đầu là hơi khí nó chào, nó rất là thôi. Bây giờ theo thầy thấy á, theo thầy thấy bây giờ con đang ở trên cái cảm thọ như vậy, con tu tứ niệm xứ không vô đâu, con phải ôm cái pháp thân hành niệm, con quét ba cái cảm thọ này cho ra rồi đã, rồi mới trở về tứ niệm xứ mới tu được. Bởi vì tứ niệm xứ nó không có cái chỗ mình trú để mà diệt cái cảm thọ. Còn cái pháp thân hành niệm nó có cái chỗ trú để mà diệt cái cảm thọ được. Như vậy con cần phải tu tập về pháp thân hành niệm như thế nào để... Coi như là con bắt đầu bây giờ con tu từ 1 giờ đến 2 giờ, 3 giờ liên tục. Cái buổi này con tu 3 tiếng, buổi sau tu 3 tiếng. Tu liên tục cái pháp thân hành niệm chừng nào mà hết bệnh thôi. Mà trước khi mà con tu pháp thân hành niệm thì con tập ý ngay cái bệnh của con phải hết. Để khi nó bình phục cái cơ thể con trở lại rồi thì con ôm pháp tứ niệm xứ con tu thì rất dễ. Không có, chứ không khéo nó con ngồi hơi cái nó thừa hơi lên thì nó làm chướng cho con, nó thành ra nó bị chướng. Mà bây giờ con sử dụng cái ngồi để mà an trú trong hơi thở mà đẩy lui thì đẩy lui không nổi, nó bị hôn trầm rồi con đẩy lui không nổi. Cho nên chỉ có cái pháp thân hành niệm á, là con đi tới đi lui đưa tay đưa chân truyền lệnh á thì thời mai nó mới không phá được cái bệnh của con. Thì do đó sau khi mà thấy cái bệnh nó hết rồi
thì con trở về tứ niệm xứ con ngồi là con tu thì nó dễ. Như vậy là con có thể là tu tập từ một tiếng cho đến suốt buổi luôn được. Được chứ con, được. Cái pháp thân hành niệm là tốt, không có gì. Nhưng mà con sợ rằng nó lọt vào trong tưởng. Nó đâu không có lọt vào trong tưởng đâu, cái ý thức con cứ lệnh tác ý hoài mà làm sao được. Ừ, bởi vì khi mà cái tưởng nó lặp đi lặp lại thì có một cái thì nó là thuộc về tưởng. Ví dụ như bây giờ con niệm Phật hoặc là con biểu đưa tay ra, đưa tay vô, đưa tay ra vô, hơi cái tưởng nó bắt trước, nó đưa tay ra, đưa tay vô, cái tưởng nó cũng thành thói quen rồi nó thành tưởng. Còn bây giờ đó con tay ra nó vô rồi, chân rồi ngồi, rồi đứng lên, rồi hít thở, nó lia lịa, nó không quen không nào. Cái tại đó nó phải ý thức điều khiển chứ còn cái tưởng nó quen không được, bị nó nhiều quá. Nhiều quá nhất là con đi pháp thân hành niệm, thầy thấy con đường đưa chân ra rồi con còn kéo chân lại, con đưa chân ngang rồi đó, đủ lại đó, thành ra nó quýnh quá, nó cũng không thành thói quen được đó, cho nên nó không thành tưởng được. Nhưng mà thật sự ra cái pháp thân hành niệm là cái pháp rất tuyệt vời để đối trị bệnh, nó rất dễ, nó không có khó đâu. Con cứ tạm đi không có sao đâu, nó không có tưởng đâu mà sợ. Chừng nào có tưởng thì mình thấy có tưởng, cái dạng mà nó có tưởng hiện ra. Như bây giờ con đi vậy mà nó có cái lực nó đẩy, con bảo dừng lại, không có thực hiện cái lực tưởng này tao biết mày, thì nó bị cái pháp tác ý của mình nó dừng lại, nó không có làm gì đâu. Rồi nó có hiện ra một cái tướng ma tướng quỷ gì đứng trước mặt con cũng tác ý bảo đuổi, ở đây là tưởng, sắc tưởng mày đi chứ không có được ở đây. Còn đi mà nghe nó tiếng ù hoặc là tiếng nói gì trong tai con thì đó là thân tưởng. Là tất cả những cái tưởng mà nó hiện ra con đều biết hết mà, đâu có gì sợ. Ý thức con rằng thẳng ngồi đây mà, cho nên cái tưởng nào ló đầu ra thì chặt đầu nó xuống hết. Thì trong trường hợp ví dụ con đang tu tập pháp mà niệm như vậy thì có những cái niệm nó khởi lên thì cứ mặc kệ nó. Con cứ mặc kệ nó, đâu có cần để cái niệm đó là chờ con tu tứ niệm xứ con quét chứ có gì đâu. Chứ bây giờ đâu có cần mà dừng nó đâu, chỉ còn nhớ tác ý rồi hành động, tác ý hành động có vậy thôi. Còn có niệm gì xen vô kệ nó, miễn là con cứ cọ cãi cái thân của con cứ rõ rại hoài đó thì để cho nó đừng có bệnh đau thôi. Nó vậy là được. Ngoài ra, có cái pháp niệm ra thì con có thể dùng cái pháp như vậy, ví dụ như con về dị an chứng tâm về trong cái tay con đưa ra vào gì thì rất là tốt. Nhưng ví dụ như ban đầu thì con sát tâm ấy cái bệnh tâm, sau đó con mới sát ý cái không hay là an tịnh thân hành thứ nhất đưa ra. Thôi bây giờ con như thế này là dồn lại cái pháp thân hành niệm, cái đưa tay ra vô cũng là cái pháp thân hành niệm nữa con, chứ không phải không. Nhưng mà nó không cấu kết như của xe, còn cái kia nó cấu kết tất cả những hành niệm, tất cả mọi cái thân hành của con ngoại và nội hết, nó thành một cái ổ xe kiên cố để cho mình trở thành một cái căn cứ để cho tất cả những cái chướng ngại, nhất là cái cảm thọ mà chướng ngại của thân con bệnh đó, nó sẽ không đánh con được và con sẽ dẹp nó đi. Thì khi mà dẹp nó được rồi thì con trở về tứ niệm xứ mà con tu tập thì nó có thể nó quét hết những cái vi tế. Chứ còn pháp thân hành niệm thì nó thực hiện những cái lực tưởng lắm, nhưng mà điều kiện mình biết rồi mình cũng không sợ đâu. Cho nên vì vậy mà mục đích của con bây giờ đang đối trị với cảm thọ bệnh của con thôi. Chừng nào hết rồi hãy quay đi về tứ niệm xứ mà tu. Vì vậy mà đâu có con đâu còn thì giờ đâu, con tu suốt buổi này 3 tiếng, buổi sau 3 tiếng, buổi nọ 3 tiếng, 3 tiếng hết, buổi nào cũng 3 tiếng tu hết pháp thân hành niệm hết thì nó còn đâu có thì giờ nào tu pháp khác đâu. Đưa tay ra vô thì chỉ cho mắt không, chỉ người mà đưa tay ra vô là tại vì người ta không có đi được hoặc là người ta không có tu tập cái pháp thân hành niệm mà người ta muốn đối trị cái bệnh, con hiểu không? Còn bây giờ con này bây giờ bị hôn trầm nè, mà bệnh mà còn hôn trầm nữa thì buộc lòng phải đi thân hành niệm chứ ngồi đưa tay ra vô nó ngủ sao, phải không? Cho nên vì vậy nó đưa ra vô không đủ đâu, cho nên con đi cả cái đi kinh hành, cả cái đưa tay đưa chân, cả cái hơi thở con luôn kết hợp cho nó thành cái cổ xe kiên cố, tập cho nhuần nhuyễn. Lúc bây giờ con tập thì sao mà sáng 7 giờ tu tới 10 giờ, rồi chiều 2 giờ tu tới 5 giờ, tối 7 giờ tới 10 giờ, khuya con dậy 2 giờ con tu tới 5 giờ. Rồi có thể con tăng lên mỗi buổi 4 giờ luôn cũng được, không sao hết. Tu luôn, đủ chừng nào hết bệnh thôi, cái pháp đó nó sẽ trị hết bệnh thôi. Kính bạch thầy, với bệnh huyết áp của con hiện giờ con có thể tu tập như thế được không ạ? Mỗi vài độ vài 3 tiếng trong một buổi. Vài 3 tiếng được con. Con tu tập nó cũng xuống thôi. Tu tập nó cũng xuống. Nhưng mà trước khi con tu cái pháp thân hành niệm thì con tắt ý cái bệnh con. Cái bệnh con rồi con ôm pháp thân hành niệm là nó cái bệnh con nó sẽ theo cái hoạt động đó mà nó giảm xuống. Như vậy trong cái trường hợp này cái câu tắt ý con nó cần tắt ý như thế nào? Cái câu tắt ý bệnh con là con tắt ý trước khi con nói thọ là vô thường. Cái bệnh gì đó con nói cái tên nó ra phải đi khỏi thân này. Nếu không đi pháp thân hành niệm sẽ cán mát mà. Nói vậy. Thì nó sẽ cán mát. Con bị kiếp nặng mà con làm 3 bữa là hết liền.
vậy hả con? Tức là pháp thanh huyền niệm đó không? Dạ, thanh huyền niệm có con, nó trị hết được con chứ không phải không hết. Cho nên vì vậy mà mình nỗ lực, mình áp dụng, mình tu tập đúng cách nó, mình ta phải tác ý con. Chứ đừng có đi thân hành niệm mà kêu mình không tác ý cái bệnh của mình thì nó không biết đâu mà nó trị. Mình tác ý rồi nó trị. Bệnh gì mình đắc ý ra nó cũng trị. Nhưng con là sao? Mình đắc ý chỉ một lần ở lúc ban đầu thôi. À ban đầu. Rồi thỉnh thoảng con khi ví dụ như bây giờ con tu một tiếng đồng hồ rồi, thì sau tiếng thứ hai con đắc ý cái bệnh con một lần nữa, rồi con lại tiếp tục con đi một tiếng, sau đó con phải ứng lần nữa. Vì mình thấy cái bệnh mình chưa hết thì mình phải đắc ý. Trên một thời gian 3 tiếng đồng hồ con có thể đắc ý 3-4 lần. À được, mà con tu 30 phút thì con tu lại. Đầu tiên con hỏi nè, bây giờ con nhất định là mình tu 30 phút phải không? Nhưng mà mình tu một tiếng được không? Tôi thật đã nhất định 30 phút thì 30 phút chứ không có được tu thêm. Tu thêm thì bữa nay mình tu thêm, bữa mai mình có 30 phút mà. Như vậy nó không có đồng đều. Hãy chọn nó 30 phút là 30 phút, chết cũng 30 phút mà sống cũng 30 phút thì lúc nào cũng 30 phút. Bây giờ bữa nay tốt cũng không tăng nữa. Đó, do đó mà tu ở trên cái tứ niệm xứ này như vậy. Còn bây giờ con chọn 1 giờ là 1 giờ đó. Đó làm vậy chứ đừng có tăng lên tăng xuống mà phải giữ gìn đúng. Và đồng thời khi tu 30 phút rồi nghỉ 30 phút. Nghỉ 30 phút không tu gì hết á. Chứ không ai nghỉ rồi cũng trả tăng bằng cách này cái khác thì không được. Để cho cái thời gian trở vào tu để cho mình tập, mình quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp đi được. Cái câu hỏi thứ ba này là thì như là thời gian mà tu tập thì con thấy ngồi trên ghế là có cái điểm được là nó là sắp bị không tập. Nhưng mà nếu mà phù hợp cái bệnh thì đem con người bắt đúng rồi. Mà cái bệnh thì nó không vô được. À thì cái đó là thiện xảo của mấy con ngồi dựa lưng về dễ không cầm thì mấy con thấy mình chỗ mình tu đó, mình rút tỉa mình thấy bây giờ ngồi thẳng lưng ngồi kiết già không hô cầm được, như vậy lấy cái này mình ngồi mình tu nó tùy theo chứ. Còn bây giờ cái người mà ngồi như thế này, dựa lưng như thế này, chống tay thế này, người ta cũng tu vậy chứ, nhưng mà người ta thấy người ta không bị hô cầm thì ta mặc bình ta ngồi có sao. Còn mình mà bị hô cầm ngồi nghe sướng quá nó ngủ thì cái này không được. Thì dẹp cái cách ngồi này đi. Cái ngồi này nó xen vô cái này là làm sao mình quan sát bốn chỗ thân tọa tâm mình được. Nên thì khéo léo cái chỗ tu chứ không phải cố chấp đâu. Cái ngồi nào cũng được hết chứ không phải là cái, nhưng mà cái ngồi mà thẳng lưng ngồi kiết già thì thấy cái phương pháp ngồi đó nó tiện hơn hết. Nó tiện là nó tỉnh hết chứ không có gì. Chứ nó đau chân thường chết tréo hai cái giò kiểu này ngủ nghe cũng khổ. Thành ra phải biết cách thức để cho mình tu tập thì nó cũng vậy. Với còn cái nữa, cái sự lãm, cái là bây giờ cái mở mắt và cái nhắm mắt thì con từ hồi giờ nói chung là mười mấy năm nay là cái nhắm mắt là quen, mà nhắm mắt là nó rất dễ nhất tâm. Thì bây giờ mình mở mắt ra là nhất tâm không được, cái nào mình không có cảm nhận được trong khi đó. Bây giờ nó có cách thức như thế này để xét thấy, nếu mà nhắm mắt mà nó dễ bị hôn trầm thì thôi làm ơn mở ra dùm, nó có vậy thôi à, mình phải xét thấy chứ con. Còn bây giờ nó, nếu mà mình nói bây giờ, ví dụ như con nói bây giờ mình nhắm mắt lại thì mình nhiếp tâm, mình lắng nghe, mình cảm nhận cái thân mình nó dễ, nhưng mà bị hôn trầm thì nó lại cũng mất đi. Cho nên mình mở mắt để mình tập, mà mình nhìn vào, mình mở mắt, mình nhìn xuống, mình mở mắt, nhưng mình vẫn quay cái tâm mình trở lại, mình nghe thân của mình, dễ qua không khó đâu, nhưng mà mở mắt nó lại ít bị hôn trầm. Thầy thì mình mở mắt mình phải nháy được. Nháy được con, nháy được không có sao hết. Chính vậy thầy, con thì có thể thấy là với con thì nhắm mắt vào thì lại quan sát bốn chỗ rõ ràng thông thường thôi. Chứ còn mở mắt ra thì con thấy nó cứ ngà, thấy thông thần thần, nó dẫn tới trạng thái vân thần. Thế thì bây giờ chỗ này... Cái đó là đặc tướng của con rồi, thì con nhắm mắt mà nó đừng có bị buồn ngủ thì được. Đây nói, bây giờ con nhắm mắt mà con thấy quan sát rất rõ. Suốt 30 phút con ngồi cũng thấy buồn ngủ thì cứ nhắm mắt mà quan sát. Thầy không có đầy điều đó, nhưng mà sợ nhắm mắt nó buồn ngủ hoặc là bị tưởng đó, thì nó không nên nhắm mắt thôi. Còn nếu mà nó không có thì cứ nhắm mắt vẫn tốt chứ cũng không sao, tùy theo cái đặc tướng của thầy. Trường hợp mà nó bị hô trầm đó thầy, con tính định là con hít một hơi thở dài, xong rồi cũng thở ra cho nó hết, bắt đầu cũng nín thở lại, trong dùng thời gian thì dài hơn. Con có làm thử thấy nó cũng mất đi. Được, cũng đâu có sao đâu. Bây giờ nó buồn ngủ quá, con nín thở, tao cho mày nín thở cho mày ngủ. Nín hơi nó đổ mồ hôi không? Con nín thử đi, con nín thở. Con nín cho đến khi cuối cùng con hết sức nín được, con thở ra đi. Rồi con làm hơi nữa, hàm hơi nữa, mồ hôi nó toát ra. Mà cái đó là nó hết, nó hết buồn ngủ nổi.
Nhưng mà con sợ nó đang xài phá. Không, bây giờ đó là cách thức của mình đang ngồi để mình phá nó thôi, thiện xảo đó, gọi là thiện xảo phá nó thôi. Cho nên Đức Phật nói hơi thở dài, hơi thở ngắn đó, có cái đề mục mà hơi thở dài ngắn đó để mình sử dụng chứ không có gì. Khi mà nó bị hôn trầm đó, mình muốn mà để cho nó tỉnh đó, thì mình dùng hơi thở dài, tức là mình thở chậm dài quá, dài đến cái mức độ mà hết thở được nữa thì bắt đầu hít vô chậm vô, chừng dài ba hơi nó cũng hết hôn trầm rồi. Đó là cũng cách thức phá đó, nhưng mà Đức Phật cũng đã dạy cho mình rồi, cho nên vì vậy mình biết cách thì cũng dùng nó mình cũng phá được. Như vậy là nó không sai pháp hả? Không, đâu có sai con, bởi vì đó là cái hơi thở, hơi thở dài. Còn cái hơi thở nín thì Đức Phật không có dạy hơi thở nín, chứ không có dạy hơi thở dài. Hơi thở dài, hơi thở ngắn thì đúng pháp đó, thì con thở hơi thở dài, thở chậm, cũng thở ra mà thở dần, cho đến khi hết thở được nữa thì bắt đầu hít vô, đừng có hít cái rột, mà thở ra chậm chứ hít vô nó đòi hỏi nó hít vô mau lắm, cho nên hít vô cũng từ từ chậm, như vậy nó cũng tỉnh lắm. Đó là cách thức rất là tỉnh, con có làm rồi, con thử một hôm. Cái thầy, cái cách mà mở mắt, con tu theo mở mắt thì con thấy khi mà mở mắt theo tứ niệm xứ, cái tâm nó khác với lúc mà mình mở mắt theo định niệm mới thật, cái tâm dường như nó khác nhau thầy. Giống như khi mà tu tứ niệm xứ thì con mở mắt mà con nhìn ra đằng trước, nhưng mà con quán lại thân con cũng giống như là con nhìn thầy một cách trực tiếp như vậy nè, nó không có một cái chướng ngại gì hết, rất bình thường như vậy, cho nên con được rất tỉnh. Qua 6 thời tu vừa rồi hoàn toàn tỉnh không à, có gì hết. Mà khi mà tu định niệm mới thở thì cái tâm thật nó sát với mình á, cho nên nó dễ bị hôn trầm ha. Anh nói con không biết tại sao như vậy, do vậy con mới sợ, con lên hỏi thăm thầy. Đúng rồi, bây giờ thầy. Đúng rồi, con nhìn ra ngoài nhưng mà cái tâm con nó quy vô, nó không có theo con mắt nó nhìn ra ngoài, cho nên nó không bị tập trung trong hơi thở. Còn ở kia con bị tập trung trong hơi thở, con biết không, tu định niệm hơi thở con nhiếp trong hơi thở. Còn này con ở trên hơi thở, biết hơi thở nhưng mà cái tâm nó vẫn quay vô thân. Con mấy con lưu ý rồi, nó quay vô mà rõ ràng nó quay vô nó mới quan sát cái thân nó, chứ còn nó không quay vô nó bị quan sát cái đối tượng ở bên ngoài như hơi thở. Còn bây giờ mình nhìn ra ngoài, mình biết hơi thở, mình nhìn ra ngoài vậy thì thấy hơi thở không, biết nó ra vô hay không biết vô, nhưng mà lại mình để ý con nó quay vô, nếu mình chú ý cái thân của mình bắt đầu nó quay vô, con cái thân quay vô thật. Cho nên cái tâm mà nó quy vô trên tứ niệm xứ gọi là tâm không phóng dật, nó định trên thân nó đó. Con xin hỏi kỹ chứ nữa thầy, ví dụ lúc mà mình nhìn cái hơi thở, mình thấy hơi thở rồi mình nhìn trong tâm mình cái thân á, nhìn cái thấy cái phòn xẹp của nó, nhìn một cái đó là thấy được ba cái kia, vậy mình có thể nhìn một cái nó lâu dài rồi này. Được chứ con, đâu có sao đâu. Ăn nó quan trọng là cái chỗ, là chỗ mình quan sát cái thân của mình thôi, nhìn cái thân của mình đó thôi. Còn mấy kia nó phụ để cho mình nương đó mà nhìn, chứ mình không có nhìn mấy cái động này đâu. Thì đúng đó con. Mà con cứ nhận xét thì khi mà con nhìn vậy đó, con nhìn cái phần trời đó, mà con quay trở lại, con quan sát cái thân con mới thấy cái chỗ quan sát, có chỗ quay vô quan sát đó, cái chỗ đó nó mới chính chỗ tứ niệm xứ đó. Tại vì cái pháp này con có tập ở bên Nam Tông, con có tập thời gian dài á, nó thuần rồi, nhưng mà nó cái pháp đó không phải như là đúng cái pháp của thầy. Nhưng mà nó có cái tập để tuy cái hơi thở phòng dẹp một thời gian dài, nó cũng có thuần. Cái đó là tại mình trụ vào cái chỗ phòng dẹp, chỗ động của nó. Còn bây giờ từ cái chỗ động đó, mình lại nhìn lại cái thân của mình một lần nữa, chứ mình không nhìn cái chỗ phòng dẹp, nhưng mà vẫn cảm nhận phòng dẹp. Coi như mình đứng ở chỗ đó mà mình quan sát chỗ khác, chứ không phải mình quan sát cái chỗ đó. Nó là cái đó đúng đó. Cho nên thầy nói có nhiều người chống tay nhìn vậy, mà nó không có buồn ngủ, không quay vô, không quay vô nó nhìn, nó không có buồn ngủ. Cho nên thầy nói, ủa sao mấy người mà tu mà cứ buồn ngủ kỳ ra? Tại vì buồn ngủ là mình không có chịu quan sát, mình không có chịu làm việc, cho nên nó quên đi, nó buồn ngủ. Chứ còn cái mà thầy nói thật sự là mình nhìn đi, rồi mình cho cái tâm quy vô, nhìn cái thân mình đi. Rồi nó nhìn nữa đó, bắt đầu nó cứ cảm, nó thấy nó dường như nó đứng ở trên cái chỗ mà đậm của thân, hơi thở, còn dẹp bụng, hoặc là mạch máu trong thân mình, tim đập, nó vẫn thấy, nó biết rõ hết. Nó biết rõ, tức là nó quan sát cái thân nó chứ không có gì đâu. Mà thầy như vậy là giữa hai trạng thái mà nó diễn ra như vậy là tâm quý mình quan sát hơn mà. Quan sát. Có tâm mình ở trên cái tu, còn cái ý của mình là quan sát hơn mà. Không, cái đó là cái ý không mà con. Chứ cái tâm mình chưa có cái tâm nào cái tâm đó. Không có tâm, cái ý thức của chúng ta. Coi như ý chúng ta đang nhìn nó đó, cái ý đó. Chứ còn cái tâm chưa có đâu. Khi nào mà con tu tới khi mà con tỉnh chỉ hơi thở được thì cái tâm con mới hoạt động, thức quẩn đó.
Nhưng bây giờ thì ý thức sắc quẩn với tưởng quẩn thôi. Nó có hai cái biết này thôi. Khi con tĩnh tâm như vậy thì con quan sát tất cả những tế bào trong cơ thể con hoàn toàn hoạt động, không biết từng mạch máu hết. Như vậy là con chỉ nhìn quan sát từng cái tế bào nó hoạt động nguyên một khối gì được. À, con nhìn một khối như vậy là con bị nhìn tưởng. Bởi vì cái tế bào mà hoạt động mà con cảm nhận được là bị tưởng. Còn cái ý thức con nó không có thể nào mà nhận gì đâu. Nó chỉ nhận được sự rung động của nó thôi. Nó rung động cơ thể mình, nó có sự dao động không? À, nó có sự dao động, nhưng mà con tới vi tế đến cái mức độ đó thì cái ý thức chịu không, nó không có làm việc nổi. Nó chỉ có cái tưởng thức nó mới làm việc nổi được rồi. Cái tưởng nó giao cảm nổi. Bởi vì thầy nói với con nhận xét từ chút là cái nào tưởng mà nó quan sát, nó do tưởng nó quan sát nó khác rồi, mà nó ý thức nó quan sát khác. Cái mức độ của ý thức nó phải ở chỗ nào nó quan sát, nó hơn nữa cái tầng dốc đó cái ý thức nó sẽ bị chìm rồi. À, con yên lặng hơi vậy cái tưởng vô làm việc bắt đầu, trời sao tôi thấy toàn bộ cơ thể tôi nó rung động hết vậy, thì đó là bị tưởng nó cảm nhận rồi. Cho nên mình biết à, dừng lại bao bảo ý thức chứ thao phải không mày, chứ nó rung động riết đây là bắt đầu nó rung động kiểu khác. Lúc đó nó tự động luôn thầy. Nó tự động không? Tự động luôn chứ mình không cần cái ý nó còn có. Nó mất cái ý của mình rồi. Yeah. Nó tự động. Là cái ý thức của mình là giống như mình quan sát cái đồng hồ đang chạy đó phải không thầy? Nó vậy. Dạ. Con vậy. Theo kinh nghiệm con là cứ nhìn một cách tự nhiên, thấy một cách tự nhiên, không có gò ép thì là tinh thần mình tỉnh táo lắm. Đúng đó, là chính chỗ đó mà lưu ý mấy con. Bởi vì ở đây mình góp những cái ý kiến của mình trên cái phương pháp hành để giúp nhau, để mình hiểu được cái tu tập của tứ niệm xứ rồi. Tự nhiên chứ mà mấy con có gò bó trong đó thì nó cũng tạc đó. Kính thưa trưởng lão, là khi mà con ngồi với lời trưởng lão một tiếng trở lên á, tiếng trở lên đi cho tới cái nghĩa thì bắt đầu lúc đó là tôi mà cái tâm mà nó an ổn mới rồi, lúc đó còn mở mắt ra thì bắt đầu là nó không bị phân tán. Bắt đầu mà những lúc trước tôi mà bắt đầu vô con ngồi mà con mở mắt ra nó bị phân tán liền, nó không vô được thì còn phải nhắm mắt lại hoặc là từ tiếng gần đó. Thì đó là tùy cái đặc tướng của con đó, thì tùy đặc tướng con bắt đầu bây giờ mình muốn gom tâm thì mình tập trung, nhưng mà cái nhắm mắt lại thì không khéo nữa, không khéo nó bị tưởng nữa. Khi mình nhận ra được mình mở mắt lại đó thì cái tưởng nó đang hoạt động, mình thấy nó an trú, mình an trú không ngờ là an trú tỉnh mà ở trong tưởng. Phải lưu ý cái phần này chứ không khéo đó, khi hồi mình nhắm mắt là tạo cái thế tưởng nó hoạt động, con hiểu không? Rồi khi mình mở mắt ra đó thì tưởng đang hoạt động nhưng mà mình tưởng ý thức, nhưng mà chưa đặt, con lưu ý kỹ cái chỗ này để không khéo bị tưởng hoạt động. Thôi thôi thầy, như trong trường hợp nếu mà tôi không tới đường chứ, nếu mà con ngồi như thế này thì được không? À, ngồi sao cũng được. Thì trong trường hợp đó có thể con có thể ngồi như thế này, nhưng mà tay chân cái thân con không có khởi động, nhưng mà trên cái cơ bụng của con có thể là chuyển động mạnh hoặc rút mạnh rút nhẹ được. Cũng được con, tùy của nó hoạt động như thế nào thì con nghe thấy nấy thôi, chứ con không có dần dần. Nếu mà con vận dụng cái cơ bụng con là sao thế? Là con sai, bởi vì con đang tập trung nên vận dụng cơ bụng. Để mình tập trung chỗ đó thì mình phải vận dụng thôi, không có thế nào thật. Còn mình không có vận dụng thì nó ra, nó phải nhìn cái chỗ khác. Trong quá trình mà con ngồi đó, ví dụ như cái cơ thể con ngồi một giờ, tự nhiên nó mỏi thì trong chỗ cái điểm nào đó mà con đang quan sát. Thế con nói là con ngay tác ý là cơ thể hoàn toàn thư giãn buông thả lỏng hết, cái tự nhiên mình nhìn ngay chỗ đó mà nó mình nhìn phải nhìn ngay chỗ đó nó hết, không cần tác ý nữa được không thầy? Được, nó hết rồi thôi. Dạ. Còn khi mà nó không hết thì hồ tự nhiên nó hết. Ừ. Vậy được rồi, đó là mình lấy lui trước ngày pháp trên thân bằng tứ niệm xứ. Đúng. Còn mình đi kinh hành lại kính thưa trưởng lão, khi mà đi kinh hành thì bữa nay là mình đi chỉ có cảm nhận thôi, chứ mình không có đến từng bước chân như lúc trước. À không, con bây giờ đây mình cái giai đoạn nó khác rồi. Dạ, cũng không có đứng lại khỏi năm hơn. Không có, mình đi tứ niệm xứ rồi con. À, khác. Cái thứ hai là con có thể con đứng để con cảm nhận được. Cũng được con, bởi vì bốn quay nghi rồi. Đi đứng nằm ngồi tứ niệm xứ. Nằm cũng vẫn được. Được, nhưng mà coi chừng nó ngủ. Cái thầy còn trong khi mà tu mà tới niệm xứ xong rồi xa nghỉ, thầy bảo là lúc đó xa nghỉ mà đừng có làm gì hết hay sao? À, xả nghỉ coi như mình xả nghỉ, mình đi làm gì cũng được hết, mình xả nghỉ mà. À, hoặc là mình ngồi chơi cũng được, nhưng mà không có hoàn toàn là không tu rồi nha, chứ đừng có tu quá thì không được, tu thì không được à. Bởi vì mình xả nghỉ bởi tứ niệm xứ, tu nó là xả nghỉ rồi. Bây giờ tại vì mình kéo dài thêm cái thời gian nữa thì cơ thể mình nó chưa thích nghi, nó sinh ra nó chướng ngại, cho nên mình tu tập từ từ,
Do đó nó thì mình bắt đầu đó mình khả nghĩ là coi như mình đi thư giãn rồi mình chơi vậy đó thôi, như người vô sự chơi vậy thôi chứ còn không tu gì hết. Chứ không khéo mình tu nữa là mình hao năng lượng, năng lực của mình vô mình tu nó rất là mệt nhọc. Thôi mà thầy, như trong trường hợp con bây giờ con nói chị bệnh cho là con đang tham niệm, ngày con ví dụ như con định ra là trong suốt buổi rồi là 3 giờ, nhưng mà trong cái cơ thể con nó có trường hợp là nó có thấy căng đầu nhức đầu lên thì con có thể là ôm pháp tiếp tục lên. Bởi vì con căng đầu nhức đầu đó là tại con chú ý qua cái hành động nhiều quá, tập trung trong hành động con nhiều quá. Cũng như bây giờ con tập trung như thế này, đưa tay ra thì con chú ý cái hành động con tay con tập trung nhiều quá, mà suốt trong cái thời gian đó con tập trung nhiều thì bị căng đầu thôi. Còn này không có tập trung mà chỉ lĩnh thôi, rồi mình theo hành động mình đi thôi. Bây giờ ở trong cái giai đoạn mà trị bệnh á, mình tập trung nhiều quá nó cũng ảnh hưởng nè. Còn từ ra mà khi mà tập trung cái pháp thân hành niệm để kiên cố, để như thành như căn cứ địa để thực hiện cái tứ thần tốt á, thì nó khác rồi mấy con. Ở đây nó trị bệnh nó khác rồi, cho nên phải biết mình tác ý, cũng như đưa tay ra mình đưa tay ra chứ mình không có chú ý kỹ ở trong cái đưa tay ra. Thôi hiểu vậy không? Đó là cách thức để cho mình hoạt động cơ bắp của mình qua cái điều khiển của cái pháp tác ý thôi, để cho nó phục hồi cơ thể đang bệnh. Như vậy là trong trường hợp có, ví dụ con đang đi nhưng mà mắt con có thể nhìn theo vừa tới tiếng nhưng mà mắt con nhìn theo phía ngoài, nhưng mà tâm con vẫn chú ý, vẫn có đi, có được đi được không? Không có sao hết, không có gì hết. Cái đó là mình đang trị bệnh rồi thì mình phải cách thức của pháp thân hành niệm mình khéo léo thiền xảo để trị bệnh, chứ chưa phải lúc để mình thực hiện mình thực hiện cái tứ thần tốt. Thực hiện tứ thần tốt thì không được sao lãng đâu, nghĩa là tập trung rất kỹ đó, kỹ từng cái hành động đó, bắt ý rồi cái hành động phải làm theo rất là kỹ lưỡng, chứ không phải cái đó là để mà thực hiện tứ thần tốt. Còn này thực hiện trị bệnh hai cái khác. Như vậy trong trường hợp này là con bắt ý rồi con đưa cái hành động con theo rất là kỹ không? Nhưng mà cái niệm nó thở lên hay không, thở lên cũng tùy. Nó niệm hay không niệm thôi, không có hoạt động cho nó không phải là kiên cố như căn cứ địa đâu. Nó kiên cố như cổ xe và nó không biến thành căn cứ địa. Nghĩa là bây giờ cái cổ xe thân hành niệm của con đó là kiên cố như cổ xe nhưng mà không trở thành căn cứ địa, cho nên nó có niệm hay không niệm cũng quan trọng. Vậy thầy, nhưng mà tập như thế thì nó thành một cái thói quen, thói hư, để sau này đến lúc mà tập theo kiểu kiên cố thì nó sẽ cẩn thận. Mình tập cái nào mình làm chủ cái nấy thôi, chứ còn con nói như vậy là bây giờ phải tập kiên cố sau đó thì như vậy không đúng, bởi vì mình ôm pháp nào ra pháp nấy. Bây giờ là trị bệnh thì mình tập nó vậy, nhưng mà sao đừng có gì cái chỗ này mà tập lại thì nó phải là như căn cứ địa. Nó lại khác không? Nó kỹ lưỡng. Vậy thầy, bây giờ ở trong đầu con vẫn cứ nghe cái tiếng của tim mình nó đập thình thình như thế, thì cái lúc con ngồi mà quan sát vào bốn chỗ thân thọ tâm pháp thì nó thành một cái cản trở. Thế thì bây giờ con giải quyết nó như thế nào? Đấy có phải là cái tưởng không? Cái nói chung là bây giờ con phải giải quyết cái chỗ mà tim con đập thình thịch á, thì con phải giải quyết nó phải đập lại bình thường. Mình có phương pháp để đối trị đó mà, cho nên con có thể con dùng cái phương pháp để đối trị cho nó đập nó như bình thường, nó không có được đập thình thịch như là người ta giả gạo đóng thì không được. Bắt đầu với con thấy cái gì mà cái cơ thể chúng ta nó có một cái chướng ngại khác mà ngồi tu tứ niệm xứ thì bị cái tâm nó tập trung trong đó, mà nếu nó tập trung ở chỗ đó thì nó sẽ sanh ảnh hưởng cái chỗ đó, nó gom cái tâm chỗ nào là cái chỗ đó sẽ hư hoại đó, nó sẽ bệnh chỗ đó chứ không có gì. Con thấy cái đầu mà tập trung cái lỗ mũi là cái đầu nhất, mà tập trung cái bụng á coi chừng sau này cái bụng nó sẽ u cục ở trong đó đó, nó cứng hết đó. Thế hôm qua con là mấy người mà tu thiền minh sát bệ là mấy người nào cũng có cái bụng cứng cứng vậy đó, không có tập trung đâu nó cứng đó. Mà mấy con có tu rồi mấy con biết thầy nói không có sai bệnh đó đâu. Cô Kim Tiên về đây mà tu của thầy cũng biết đó, tập trung phình sệt đó, cái bụng nó khác của người ta rồi. Cho nên cái tâm mà đặt ở chỗ nào là nguy hiểm cho nấy lắm, vì vậy cho nên Đức Phật cũng bảo mình cảm giác toàn thân thôi, không có cho đặt cái chỗ nào. Thầy, cái tiếng động ấy nó có phải được làm được không ạ? Tưởng là con nó bắt đầu nó có thì thật ra bắt đầu nó con lắng nghe cái tim con nó đập bình thường mà không có gì, mà nó nghe bịch bịch ở trong đó là bị tưởng thêm rồi, bị tưởng thêm. Còn nếu mà cái tim mà con đập kiểu đó thì chắc con ngồi đó chắc con không thở nổi rồi, không nó mất bình thường rồi, nó không có khỏe được đâu con, nó sẽ mệt chết đó, con thở không ra hơi được. Thầy, như cái chứng này khác đến thì con đuổi nên là nó có thể có cái nó dừng ngay nó đi và một tí rồi nó đi, nhưng mà riêng cái tiếng đập này thì 2 năm nay rồi con đuổi nó liên tục như thế, nhưng mà con thấy là nếu tưởng là con đuổi đi rồi, còn nếu không thì đó là bệnh của con rồi, phải đối trị bệnh. Nó lại khác,
Cho nên cái nào nó phải đúng rồi. Bây giờ ví dụ như con biết thuộc cái tim đập này và thuộc cái tiếng đập này là tưởng, thì con đuổi nó bằng tưởng thì hết. Mà cái trái tim con mà đập cái kiểu này là tức là bị cái bệnh tim nó đập mạnh, thì con biết là nó con phải sử dụng nó như thế nào. Và đồng thời khi mà quán thân bất tịnh đó, nó mấy con phải moi móc cái tim ra mà coi nó hoạt động kiểu nào đây để mà nó tạo cái bất tịnh của nó mà đau khổ đây. Thì chừng đó mà con sẽ thấy, bây giờ quán thân bất tịnh rồi con sẽ thấy cái mặt nó. À, con nghiệm qua cái bệnh của con rồi con quán cái lôi cái tim ra mà để mà quán coi nó đập như thế nào. Thì con sẽ quán xong rồi thì con sẽ biết cách trị bệnh đó. Quán thân bất tịnh là mình sẽ đem cái phần là mình quán. Ông đã nói rồi, quán thân bất tịnh mà cái chỗ nào cũng đem ra. Thì con phát ra được 32 cái tướng của nó, nhưng mà con cũng biết như thế nào, như là 32 tướng bất tịnh đó phải không? Dạ. Phật đem chưa đem ra được cái bất tịnh của nó. Thì phải phải quan sát. Phật nói chút chứ mình phải nói nhiều hơn mới được. Thế nó tại con cũng còn cái cái giấc phía đó, thì con bị hôn trầm cái tu niệm xứ đó, thì hơi chướng ngại, con không cảm nhận được cái trạng thái của tu niệm xứ, giấc phía đó, thì con tu pháp thân hành niệm. Được rồi con, bây giờ mình có tu tứ niệm xứ cũng không được đâu, vì nó bị hôn trầm đó, thì con tu pháp thân hành niệm để cho Phật nó tỉnh, từ lúc mặt chừng nào nó tỉnh, cái sức tỉnh còn tăng lên. Thì đó buổi khuya con thấy con không bị hôn trầm nữa là nó đã nhờ cái thư pháp tỉnh thức đó, thì bắt đầu con áp dụng vô cái thời đó vào tứ niệm xứ mới được. Hãy nó tỉnh rồi áp dụng vô tứ niệm xứ, mà không tỉnh thì phải pháp thân hành niệm thôi chứ không cách nào cả. Thì con thấy tu cái pháp mà thân hành niệm nó rất là tỉnh, nhưng mà ngồi tứ niệm xứ cứ ngồi chút xíu nó bị hôn trầm. Cái giờ đó mà nếu mà con không có pháp thân hành niệm thì chắc chắn là bị ngủ. Hôn trầm thì nó không có cái trạng thái của tứ niệm xứ. Cái này không được. Cho nên cái giờ đó thì tôi hết hoa thân hành niệm đi, không có sao đâu. Chứ con xin hỏi câu nữa về con ở dưới con thì mũi nhiều lắm, cho nên con tính mai một cái hay cái chụp như cái mụn nghiệp nhỏ này để mà chụp cái ghế vậy con ngồi. Và thầy vậy nó có dư một cái không, thì ngó cái mụn ngủ rồi mình thêm một cái vậy nó có dư không ạ? Con muốn hay làm hai cái, bây giờ có thể mình lấy cái mùng mà ngủ mình á, mình biến thành cái chỗ mình ngồi luôn được không? Thì cứ lấy cái mùng ngủ mình xài một cái thôi, chứ đừng hai ba cái, tính ra nhiều quá, rốt cuộc rồi cái ngồi, rồi cái nằm, rồi cái sách ra ngoài sau, thì đủ cái. Dạ. Cái mũi là hôm qua con đã xử lý rồi và rất quan trọng, tức là ngồi ở trên ghế thì tốt được lâu. Còn nếu ngồi ở trong màn, cái tư thế của nó không ngồi thiết ra thì rất dễ buồn ngủ. Thế hôm qua con mới đan một cái mũ bằng tre thế, xong con mới quấy một cái mảng màn ở xung quanh cái mũ đó, nó giống như cái mạng che mặt của phụ nữ đấy. Thì thấy nó dài tới chỗ này. Thế thì như vậy là tay con may hai cái túi con xỏ vào, con đầu thì rồi cái đó. Thế tối qua con ngồi ở thế, thế xong là chân thì xỏ tất hoặc là đi vào giày. Thì như thế là con ngồi tuyệt đối không có một con mũi nào vào làm gì được cả, ngồi rất yên lại. Thế bây giờ nếu mà kêu là mặt giáp được không, đúng chứ, đúng như kiểu mặt giáp ra chợ thì con thấy mũi không làm gì được cả, không cần phải mà kêu là ngăn ngừa được ác pháp bên ngoài. Tu tứ niệm xứ là do đó, bây giờ mình cách thức mình ngăn mũi thì tức là mình cũng ngăn ác pháp đó chứ sao. Thì bằng cách con ngăn nó không cho nó tấn công vô, bằng cách là con mang giáp, kêu là mặt giáp nữa, thì như vậy cũng được chứ đâu có sao. Mình nó lại dư mất của chỗ nào. Dư. Dư. Thì bây giờ Đức Phật cho mình tứ sự mà con. Mình tìm cách như thế nào? Còn nếu mà không thì mình văn mồm, mình lấy cái mồm mình văn lên mình ngồi trong đó. Người cái, sợ mình buồn ngủ. Cái như thầy đây thì nó cũng không phải là cái mồm, cho nên nó cũng không phải là dư. Mình thấy thế đó, nó gọi là cái mồm nó mới dư. Tức là gọi là tài sản. Hai cái mồm thì được. Như con tính thì nó thành dư cái đó. Nhưng mà thầy ở đây không làm cái con nhận cái màn vách bỏ đi. Thế con như vậy là chiều cao của nó chỉ có 60 phân thôi. Quay vòng quanh của một cái mũ tám nó rộng khoảng chừng độ 10 phân ra ngoài tai. Quay vòng quanh như thế nó thẳng xuống. Thì con thấy như thế tuyệt đối nó chỉ mất một tí màn vách, chứ nó không mất cái gì cả, không thể gọi nó là tai cả, là đồ dùng. Thế nhưng mà hiệu quả của nó chán mũi thì đúng là không có một con nào vào cổ được. Được rồi, cái đó được là bởi vì nó không có hai món. Cái này chỉ là con cô cũng sướng là nó hay cục cửa. Thì con phải tác ý sự bất động của thân con, đừng cứ cho nhúc nhích, nó nhúc nhích ra cái
Bạch thầy, sao tu tứ niệm xứ thì trước đây này tu là giữ thân bất động cả trong bốn cái tư thế đi đứng nằm ngồi, giữ tâm thanh thản. À không, bây giờ thì lại ngồi yên tĩnh không cơ. Bây giờ nó mới bắt đầu vô để mà mình tập quan sát, mà mấy con cứ động địa mấy con nó chạy tầm bậy quan sát không có được. Sau khi quan sát được rồi mấy con tu luôn bốn quay ngay.